Đây là bản tin tài chính kinh doanh trưa. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, giá lúa mì hợp đồng kỳ hạn tháng 9 năm 2019 giao dịch trên sàn Chicago đã giảm mạnh hơn 2% trong phiên ngày hôm qua xuống mức hơn 4,4 triệu đồng mỗi tấn, theo thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Còn theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam thì Tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu lúa mì tính đến nửa đầu tháng 7 năm nay thì đã lên gần 1,4 triệu tấn với trị giá xấp xỉ 390 triệu đô la Mỹ, giảm đến hơn 51% về khối lượng và giảm trên 43% về trị giá so với cùng kỳ của năm ngoái. Thị trường nhập khẩu lúa mì chính của Việt Nam bao gồm Australia, Nga, Canada, Brazil và Mỹ.